Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Syria bị đánh bom, tin từ Damascus. Một chiếc xe bom và hai trái bom khác đã nổ tại cổng chính Bộ Nội vụ Syria, làm nhiều người chết. Đài truyền hình nhà nước không cho biết rõ số người chết, nhưng đài truyền hình Al Manar ủng hộ Hezbollah đã nói có 4 người chết và 20 người bị thương. Bộ Nội vụ nằm ở khu Safa Soes, gần quảng trường Umada, là nơi thường diễn ra giao chiến giữa dân quân và quân đội trung thành với ông Bashar al-Assad. Một người dân địa phương nói rằng bà ta đã nghe một tiếng nổ khủng khiếp. Đài truyền hình Syria TV và đài Al-Khabariya, thân chính phủ, đã phổ biến hình ảnh tàn phá sau vụ nổ. Dân quân đang kiểm soát nhiều vùng ngoại ô đã dùng chiến thuật du kích đánh bom để tấn công các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô.